Hãy tìm hàng giá trị của 3 trong số 4356. Bất cứ khi nào bạn nghĩ về hàng giá trị và luyện tập càng nhiều về nó thì nó sẽ càng trở thành bản năng của bạn. Nhưng khi bạn thấy một bài toán như thế này, mình muốn khai triển ra xem 4356 thật sự là gì. Để mình viết lại con số nó nhé, mình sẽ viết nó bằng các màu khác nhau. Vậy 4356 Bằng với, hãy nghĩ theo kiểu mình mới đọc nó Nó bằng với 4.000 Cộng 300 Cộng 50 Cộng 6 Bạn có thể kết luận như vậy dù vào cách ta đọc nó 4.356 Hay suy nghĩ theo cách khác là Cái này giống như nói đây là 4.000 4.000 cộng hay thậm chí bạn có thể nghĩ là và vậy cộng 300 cộng 50 bạn có thể coi đây là 50 cộng 6 thay vì nói 6 ta có thể nói cộng 6 đơn vị Trở lại với con số ban đầu của ta 4356 Cái này chính là 4 Mình sẽ viết nó ra Để xem mình sẽ viết trên này Đây chính là 4300 50 Và tiếp theo là 6 đơn vị Vậy khi đề hỏi ta về hàng giá trị của 3 trong con số 4356, ta quan tâm tới số 3 ở đây, và đó là hàng giá trị, nó ở hàng trăm. Nếu có một số 4 đây, điều đó có nghĩa là ta đang có 400, nếu có số 5 thì là 500, nó đứng thứ ba từ bên tay phải, đây là hàng đơn vị, đó là 6 đơn vị, 50, 300. Vậy câu trả lời của ta là nó ở hàng trăm. Ở hàng trăm.